tiếp tục về quê hương Dòng Ghiền để xem bà con mình thu hoạch lúa nha các bạn. Bữa nay anh em mình đang có mặt tại xã Thạnh Bình của Dòng Ghiền Kiên Giang nha, xem bà con mình cắt lúa thu hoạch ở đây như thế nào nha các bạn. Chỗ này chắc nó bị lúng hay sao á, nên là bà con mình cắt trước rồi nè, cắt cũng mấy ngày à. Xe máy 105 các bạn ơi. Quay phim nữa. Rồi. Dạ. Này nó tê luôn rồi, phim thì nó. Ủa lúa cô chú ơi chú. Hôm nay chú trồng giống gì? RBT. RBT hả? À? Giá lấy vô được nhiêu ký? 8.3. 8.3 hả? À? Dạ. Cắt là chiều có ghe căng luôn chưa? Chưa biết nữa ha. Cắt thì cắt đi chứ chưa biết. 8.3. Rồi. Dạ. Rồi ở này cắt hồi nào đây? Nè, mới cắt qua nè. Mới cắt hôm qua hả? À? À, khúc dưới đây nó bị sao mà mình phải cắt? Nó hơi mềm hay sao? Mềm ha. Dạ. Ở khu này người ta trồng RBT không hả chú? RBT hả? À. Cũng mặn mấy vụ này hai vụ rồi. À. 8.3 thấy cũng có giá rồi đó chứ. Từ nó cũng lên giá rồi đâu đó. Dạ. Tại chiến rồi nó mới vừa xuống giá thấy ai cũng lo chứ. Ừ. Giờ lên được cũng khỏe ha. Đó, ngoái không lấy. Ừ. Rồi, sụp cái sao nữa. Ừ. Mình dân lúc nào cũng phải chịu hẹp đó chứ. Dạ. Trồng ruộng đã đợi quyết định cắt cũng không phải do mình à. Cò ha. Cò. Ừ. Rồi mình muốn cũng được nữa. Ở này mình anh chú cắt luôn hả? Ừ. Ồ. Cắt nhiêu đây cũng hết buổi chứ. Hai ba buổi hả? Buổi. Ừ. Làm sao mà lúa được chỗ nó lên coi giá coi. Cái giống này mình trồng phân thuốc rồi nhiều không chú? Nhiều hả? Cái này mấy cử? 3 cử, tôi bước 4 cử. 4 cử luôn à? Mỗi cử ngoài cho 2 triệu ngoài không? Thì chi phí 2 công rồi nè. Dạ. Chi phí là tính phân 1 3, tính 900 đi, UG 600 đi. TB thì 1 triệu 2 đi. Rồi thầy tổng hợp thì thằng 1 triệu 2 nữa. Ồ, cũng nhiều. 2 bao à. Bốn tính xăng 4 triệu rồi thuốc à. Thì chung tính hai công nữa hết mẹ 5 triệu, cắt nữa thì có 5 triệu đó. Ừ, tổng cộng hết là 5 triệu ha. Ba ba đợt luôn ha. Bốn đợt. Bốn đợt luôn. 5 triệu hết cũng mấy. Cái cắt. Chưa tính, giống chưa tính. Cắt ở đây chắc cũng tầm khoảng có 350. 350 ha. Mình tính 350 đi. Cái đó là thì trung bình nó đứt có 5 triệu đi. Nhưng mà bán ra chắc cái này nếu đặt tấn đồ này nọ mình cũng có lợi nhiều chứ. Lợi chắc cũng lợi thì giá nếu mà vô tấn 8 triệu 3. Tấn tính là 8 triệu đi. Ừ. 8 triệu thì nó cũng được chi phí rồi thì cũng lời được 15 triệu. Lời. Kệ đi, có lời là được rồi. Có lời là được rồi. Chiến rồi xuống dữ dằn luôn á, chiến rồi nhưng mà giờ lên lại được rồi, thấy khỏe rồi. Dạ. Thấy muốn lên nữa à? Như mà không muốn đâu, muốn lên nữa. Tại làm cực quá mà. Thì nông dân mình có 3 tháng mà được có 1 tỷ đó. Dạ. 3 tháng được có 3 tháng là thu hoạch được lần đó. Thì dạ. Nông dân mình cũng nhờ ở ruộng thì nhờ lúa không có làm gì. Dạ. Cũng nhờ cái gì đó thì nếu mà được cái giá mình đã. Ừ. Được giá thì rồi ở đây lên tới 9.000 không? Trước Tết ha. Trước Tết hồi lúa mà mới con thấy chuyến rồi nó lên cũng tầm 9.000 ngoài á. Rồi. Ừ, không bây giờ nó giảm rồi trước đây kìa.
Qua Tết này nó sụt này chứ hồi trước trước Tết con tháng đó. Dạ. 9.500. 9.500 lần à? À 9.500 mấy hôm đó nó 10.000 mới lấy. Trời ơi, trời được giờ đầu tiên không, à. Nếu mà mình lấy hồi đó bây giờ cũng vậy rồi. Ừ. À bây giờ thì cái giá theo thị trường rồi. Mình phải bớt lại cho người ta. Thì mình bớt cũng vô đó hả? Ừ. Nói chung ra mình làm nông dân mình lúc nào cũng phải vậy thôi, người ta ngồi tính mà mình không mình làm. Dạ. Nếu mà cắt nữa cái quyết định cắt với căng không là cũng cho nên nó ổng không chứ mình đâu có quyết định được. Mình đúng rồi. Nó công săn sóc mà. Dạ. Ha? Dạ. Nó vậy đó. Dạ. Cái này 2 công hả chú? 2 công. Dạ. Nãy đem ra nhiều bao không? 50 bao ha, để coi thử cái cánh đồng này được bao nhiêu bao nha các bạn. Trời ơi, ốc bươu vàng đây nè. GVT thường cái màu nó rất là đẹp nha các bạn, nó màu vàng ống đẹp lắm. Là chắc cũng hút ngày à. Lắm luôn. Gặp lúa bỏ luôn. Lần đầu tiên mình mới thấy luôn. Lúa này cũng đổ ra tầm 100 mấy ngày hết trơn, 110 ngày hết trơn à. Nên là cắt thời điểm này bụi khá là nhiều nha các bạn. GVT thường là ít bụi nhưng mà bây giờ cũng thấy không thua gì mấy giống đài thơm hôm bữa mình quay. À, đây là cái bông lúa mà mình quay được cặp cái bờ kia nha các bạn. Bông nó cũng rụng bớt rồi. Xa mình thấy máy cậu đang khởi động máy để mà tiến về gom lúa cho bà con mình nha các bạn.
xả bồn ra coi còn được bao nhiêu bao nha. Hai công đất rồi, làm cuối cùng để kết thúc cánh đồng này nha các bạn. Này anh công trung bình được khoảng mấy bao chú? Hai công được năm mấy bao? Năm mấy hả? Vậy hả? Năm sáu bao vậy đó. Ồ, hai công à? Ghê vậy? Vậy tới không tới hai bao phân. Dạ. Bao phân vậy đó rồi. Hai công đất được 50 mấy bao nha các bạn. Quá tốt. GVT. Rồi, thôi mình kết thúc và khép lại video này tại đây nha các bạn ơi. Rồi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Tiếp theo là anh em mình về lại quê hương Thạnh Bình của huyện Dung Điền, tỉnh Kiên Giang để xem bà con mình thu hoạch lúa nha. Bây giờ là công tác chuẩn bị của anh em máy cắt Kubota DC105. Chuẩn bị sẽ qua đây cắt cái cánh đồng ở đây các bạn. Khu trên này đa số là trồng RBT với đầy thơm. Vừa rồi thì cái cánh đồng này là cánh đồng của RBT thì giá 8.000 một ký, giá thu mua tại ruộng. Còn ở đây thì mình thấy cái này là giống lúa không phải là RBT, bởi vì mình nhìn thấy cái hạt của nó thiên về của giống lúa đầy thơm nha các bạn. Thì đầy thơm ở chỗ khác mình quay á, thì nó có giá là khoảng 8.000 một ký. Này mình thấy có lấm tấm hạt lép nhưng mà bông thì khá là dày và khá là lớn. Cái này thì ở ngoài mẫu nha các bạn. Cái chỗ này thì mình thấy nó tốt, mình quay cho mấy bạn xem. Còn tổng thể đi vào bên trong cái cánh đồng thì đây là những cái bông lúa mà mình quay được cho mấy bạn xem nè. Anh em tiến hành đi cắt nữa nha các bạn. Anh em mấy cậu thì chuẩn bị mang lúa vào bên trong để chất ra bãi. Còn đây là bãi chất của bà con mình nha các bạn. Chiều hoặc mai mốt thì ghe nó lại nó cân, không biết cân khi nào. Rồi đây chính là bãi chất cuối cùng của bà con mình nha các bạn.
cũng ra chặt tiếp. Quá đạt à. 256 bao các bạn. Tầm 28 bao luôn. Quá ghê đi. Thường là mình thấy là 24 bao là cao, mà cái này tới 28 bao. Gầu VT.